Học sinh Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh kế hoạch đi học lại sau Tết. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết, dự kiến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thời gian khoảng từ mùng 7 tháng 2 đến mùng 8 tháng 2, Hà Nội sẽ tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh nhiều khối lớp từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Hiện nay, toàn thành phố Hà Nội đã có 99,6% giáo viên đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Với học sinh trung học phổ thông, 97% đã tiêm mũi 2. Với học sinh trung học cơ sở, toàn bộ thành phố đã có 99,5% đã tiêm mũi 1, 97,3% đã tiêm mũi 2. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho rằng tỷ lệ tiêm vaccine này đảm bảo yên tâm dạy và học trong thời gian tới. Hiện nay, Hà Nội đang tổ chức cho học sinh lớp 9 và lớp 12 tại những quận, huyện, thị xã đủ điều kiện an toàn để trường học trực tiếp. Dự kiến, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ khoảng mùng 7 tháng 2 đến mùng 8 tháng 2, Hà Nội sẽ tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12, đồng thời đưa ra các phương án đảm bảo an toàn nhất cho học sinh. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đề xuất cho trẻ mầm non, tiểu học và lớp 6 đi học lại từ ngày 14 tháng 2 sau Tết Nguyên đán. Theo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, hiện trẻ trong độ tuổi từ nhà trẻ đến lớp 6 tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa được đến trường. Điều này khiến một lực lượng lớn lao động là phụ huynh chưa thể tham gia lao động trực tiếp. Hơn nữa, việc ở nhà học trực tuyến thời gian dài khiến học sinh phát sinh nhiều vấn đề về sức khỏe, thể chất và tinh thần như thừa cân, béo phì, tật khúc xạ, ù tai. Ngoài ra, với học sinh lớp 1, 2 và lớp 6, đây là năm học đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, việc nhà trường học trực tuyến kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc đảm bảo chất lượng nội dung chương trình. Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ sở mầm non cần chuẩn bị kỹ việc đón trẻ đến trường và chuẩn bị cho trẻ kỹ năng sống thích ứng an toàn với dịch. Đặc biệt, đối với các nhóm trẻ tư thục ngoài công lập cần phải làm chặt chẽ, đảm bảo tối đa an toàn cho công tác phòng chống dịch Covid-19 là trên hết, phải đảm bảo nghiêm túc 5K theo yêu cầu của ngành y tế. Ông Nam cũng cho hay, việc đi học lại của trẻ mầm non là trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, không ép buộc.